Mến chào tái ngủ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 27 tháng 12 năm 2022 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc tất cả quý khán thính giả một năm mới bình an và hạnh phúc. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính như sau. GoFundMe công bố tên tiểu bang và thành phố hào phóng nhất nước Mỹ năm 2022. Nóng, 99,99% 99, 99 dân Mỹ đứng lên ủng hộ đảng Cộng hòa điều tra toàn diện FBI. Cảnh sát trưởng Virginia ngừng hợp tác tự nguyện với cơ quan di trú liên bang. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, nền tảng gây quỹ cộng đồng GoFundMe đã công bố báo cáo quyên góp hàng năm trong năm 2022, đưa ra nhiều con số thống kê, bao gồm con số thống kê về các tiểu bang và thành phố hào phóng nhất của nước Mỹ trong năm nay. Theo nền tảng gây quỹ này, các tiểu bang hào phóng nhất của Hoa Kỳ tính trên đầu người, đó chính là Vermont, Delaware, Maine, New Hampshire, West Virginia, Pennsylvania, Georgia, South Carolina, Montana và Virginia. Trang web này báo cáo một khoản quyên góp mỗi giây. Trong năm 2022, 28 triệu người đã quyên góp tổng cộng 25 tỷ đô la cho các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức từ thiện. GoFundMe lưu ý, cộng đồng của chúng ta đã giúp cung cấp các sản phẩm thiết yếu trong thời kỳ lạm phát cao kỷ lục, thúc đẩy các giấc mơ giáo dục và hỗ trợ cho những người có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh và mất mát. Ngoài các tiểu bang, thì GoFundMe cũng theo dõi các thành phố hào phóng nhất. Trong năm 2022, các thành phố hào phóng nhất của nước Mỹ được ghi nhận là các thành phố Marietta, Farista của bang Georgia, thành phố Supreme của bang Texas, thành phố Silver Supreme của bang Maryland. Các thành phố là Sarasota, Bradenton, Miami, Frost Miet của bang Florida, thành phố Olympia của bang Washington, thành phố Minneapolis của bang Minnesota. Trang web này cũng công bố một số thống kê đặc biệt về các khoản đóng góp đáng chú ý trong năm 2022 như sau. Số tiền quyên góp cho sữa bột trẻ em đã tăng 110%, số tiền gây quỹ cho xăng dầu tăng 60%, số tiền gây quỹ cho hàng tạp hóa tăng 10%. Ngày lễ thứ ba cho đi, một ngày lễ từ thiện diễn ra vào thứ ba sau lễ tạ ơn, đã quyên góp được số tiền kỷ lục 3,1 tỷ đô la trong vòng 24 giờ cho các hoạt động từ thiện ở Hoa Kỳ. Khoản quyên góp từ thiện này diễn ra trong bối cảnh nhiều người Mỹ đang phải đối mặt với lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao trong năm nay. Giám đốc điều hành của Asha Curran của tổ chức Giving Tuesday nhấn mạnh với hãng tin AP rằng đó thực sự là những gì chúng tôi đã chứng kiến. Bất kể điều gì mà mọi người đang trải qua, họ vẫn hào phóng hết mức có thể. Báo cáo cũng công bố số liệu thống kê về quyên góp tại các quốc gia như là Anh, Canada, Cộng hòa Ireland và Úc. Nóng! 99,99% ,99 dân Mỹ đứng lên ủng hộ đảng Cộng hòa điều tra toàn diện FBI. Một cuộc khảo sát được công bố vào ngày 26 tháng 12 cho thấy, đa số người Mỹ muốn quốc hội điều tra liệu FBI có liên quan đến kiểm duyệt các bài đăng trên Twitter và các trang mạng xã hội khác. Thưa quý vị, sự thật là nếu như không có cuộc khảo sát này thì chắc chắn đảng Cộng hòa tại Hạ Viện vài ngày tới cũng sẽ chắc hậu tòa FBI để điều tra. Nhưng cũng không phủ nhận rằng kết quả của cuộc khảo sát này như tiếp thêm sức mạnh khủng khiếp cho đảng Cộng hòa trong những bước đi sắp tới. Theo một cuộc khảo sát do Rasmussen công bố vào ngày 26 tháng 12, 83% đáp viên bày tỏ suy nghĩ rằng Quốc hội Liên bang Mỹ nên điều tra liệu FBI có dính líu đến kiểm duyệt thông tin trên các trang mạng xã hội hay không. 8% đáp viên phản đối cuộc điều tra như vậy và 9% khác không có ý kiến. Rasmussen cũng phát hiện 83% đáp viên ủng hộ đó thông tin rằng có thể FBI đã khuyến khích các trang mạng xã hội như là Facebook và Twitter trấn áp, bịt miệng hoặc là giảm tiếp cận một số phát biểu và diễn giải chính trị nhất định. Số còn lại nói, phủ nhận hoặc là không chắc chắn. Rasmussen công bố cuộc khảo sát trên sau khi nhiều nhà báo đăng tải các thông tin nội bộ của Twitter chỉ ra rằng FBI đã có liên lạc sâu rộng với mạng xã hội này ở thời điểm trước khi tỷ phú Alan Musk tiếp quản. Từ đầu tháng 12, ông Musk đã ủng hộ việc công khai các thông tin đó và được biết đến rộng rãi là hồ sơ Twitter. Các dân biểu thuộc Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ thời gian qua cũng đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về FBI sau khi nổi lên hồ sơ Twitter. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện, dân biểu Kevin McCarthy và dân biểu Cộng hòa Jim Jordan mới đây có nói về một cuộc điều tra theo cách thức cựu thượng nghị sĩ Branchard đã tiến hành vào những năm 1970 để điều tra các cáo buộc chính phủ Mỹ gián điệp công dân. Chúng tôi đang theo đuổi một ủy ban mô hình Branchard để điều tra vụ việc này. McCarthy cũng đã nói với Fox News rằng, chúng tôi phải đi đến cùng của vụ việc và tôi nghĩ các trác đòi sẽ được ban hành, nhưng chúng ta cần phải có một cuộc điều tra theo mô hình Just để cải cách FBI. Cảnh sát trưởng Virginia ngừng hợp tác tự nguyện với cơ quan di trú liên bang. Quý vị thân mến, vào ngày 26 tháng 12, một cảnh sát trưởng Virginia đã thông báo rằng văn phòng của bà đã ngừng hợp tác tự nguyện với cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE. Trong một bức thư gửi cho các tổ chức ủng hộ nhập cư khác nhau, bà Ben Alter cho biết rằng, bắt đầu từ ngày 27 tháng 12, văn phòng của bà sẽ ngừng thực hiện các hành động không bắt buộc đối với những người nhập cư bất hợp pháp. Bà viết, "ACSO, văn phòng cảnh sát trưởng quận Arlington sẽ không còn chấp nhận bất kỳ yêu cầu hành động tự nguyện nào từ ICE cũng như là không đưa thông tin này vào hệ thống quản lý hồ sơ của chúng tôi." Thưa quý vị, văn phòng cảnh sát trưởng này sẽ không còn liên lạc với ICE về bất kỳ cuộc phóng thích nào từ cơ sở của chúng tôi, bao gồm các cáo buộc trọng tội. Tuy nhiên, thì bà Arthur cho biết, văn phòng của bà sẽ tiếp tục tuân theo luật Virginia yêu cầu cảnh sát trưởng tại các cơ sở cải huấn và nhà tù phải hỏi xem liệu một người có phải được sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ hay là một công dân của một quốc gia không phải là Hoa Kỳ hay là không khi mà họ bị bắt giữ vì một trọng tội văn phòng của bà cũng sẽ tiếp tục thực hiện các trác được ký hợp pháp từ ice vị cảnh sát trưởng này nói rằng bà đã thực hiện những thay đổi về chính sách này sau khi bà tham dự một sự kiện cộng đồng do một số tổ chức ủng hộ nhập cư tổ chức bao gồm trợ giúp pháp lý tư pháp và dự án nhập cư quốc gia của hiệp hội luật sư quốc gia Bà nói trong bức thư trước khi bà giải thích chi tiết về những thay đổi chính sách của bà, tôi đã lắng nghe những lo ngại và tác động với tinh thần cởi mở. Đồng thời tôi cũng tham khảo ý kiến của luật sư của mình và cẩn thận cân nhắc tất cả thông tin được cung cấp cho tôi. Các vụ bắt giữ tại biên giới đạt mức cao kỷ lục. Vào hồi tháng 11, các nhân viên biên phòng của Hoa Kỳ đã bắt giữ một số lượng cao kỷ lục những người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới với Mexico. Các nhân viên biên phòng đã ghi lại 233.740 lượt bắt giữ, trong đó có 204.155 lượt bắt giam, dễ dàng phá vỡ các kỷ lục trước đó cho cả hai hạng mục. Một số người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ nhiều lần sau khi vượt biên vào Hoa Kỳ. Sau khi Joe Biden tuyên thệ nhậm chức hồi đầu năm 2021, các vụ bắt giữ đã bắt đầu gia tăng và kể từ đó không hề giảm bớt dưới thời Biden, Hoa Kỳ đã lập kỷ lục mới về số người bị bắt giữ trong một năm dương lịch và một năm tài chính và trong hai tháng đầu tiên của năm tài chính 2023, trong đó có tháng 11, những con số này cao hơn bao giờ hết. Ông Troy Miller, quyền ủy viên của cục hải quan và biên phòng Hoa Kỳ (CBP), đảm nhận vị trí này sau khi ông Joe Biden cách chức cựu ủy viên Chris Monet cho biết trong một tuyên bố rằng các số liệu mới cho thấy cơ quan này đang làm việc một cách không ngừng nghỉ. Ông John Miller cho biết, bản cập nhật hoạt động của tháng này phản ánh rằng lực lượng nhân sự tận tâm của CBP đang siêng năng thực thi các luật liên quan đến nhập cư của chúng ta, trong khi tịch thu fentanyl và các hạng lậu khác, đồng thời bảo đảm an ninh kinh tế của Mỹ và tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy thuộc đảng Cộng hòa bang California đã lưu ý về những con số mới, cho biết trong một tuyên bố rằng Chính phủ này muốn trôn vùi tin tức về cuộc khủng hoảng biên giới ngày càng tồi tệ của chúng ta bằng loạt tin tức tối thứ sáu này ngay trước ngày lễ Giáng sinh. Những người nhập cư bất hợp pháp được thả gần tư dinh của bà Kamala Harris. Số lượng lớn những người vượt biên trái phép đã gây thêm nhiều áp lực cho các tiểu bang ở biên giới. Do đó, thì một số thống đốc của đảng Cộng Hòa trong đó có thống đốc Texas Rep Abbott và thống đốc của Florida Rodney DeSantis đã đưa những người nhập cư bất hợp pháp đến các thành phố do đảng Dân Chủ điều hành để chuyển một phần áp lực sang các chính trị gia bên phía đảng đối lập. Thưa quý vị, những điểm đến mà đảng Cộng hòa đã chọn gồm có thành phố New York, Philadelphia và thủ đô Washington. Thành Đúng. Mới đây, thì ba chiếc xe buýt chở các gia đình nhập cư bất hợp pháp từ Texas đã cho hành khách xuống gần tư dinh của Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngay đêm Giáng sinh. Theo bà Tatiana Leprou, giám đốc điều hành của SAMU First Responder, một cơ quan cứu trợ làm việc với thành phố Hoa Thịnh Đốn để phục vụ hàng ngàn người di cư vốn được di chuyển đến nơi khác trong những tháng gần đây, thì những chuyến xe buýt này đến vào tối muộn hôm thứ bảy, ngày 24 tháng 12, bên ngoài tư dinh của bà Harris đã chở theo khoảng 110 đến 130 người. Bà Labre cho biết, các nhân viên đã chuẩn bị sẵn chăn mình cho những người đến vào đêm Giáng sinh và nhanh chóng chuyển họ lên những chiếc xe buýt đang chờ sẵn để đưa đến một nhà thờ trong khu vực. Một chuỗi nhà hàng địa phương đã quyên tặng bữa tối và bữa sáng cho họ. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc tất cả quý khán thính giả có một năm mới bình an và hạnh phúc và thành công. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.